Nếu mà em chồng của Mai mà nói mà đứng kế ông xã Mai có 2 phút thôi là chắc là sẽ bỏ đi chứ không có chịu nổi. Tuy nhiên thì đối với Mai thì cái sự lịch sự nó cũng là cái quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn hết chính là cái tâm tốt, cái trái tim tốt ha cô chú anh chị. Thì nói vậy nhưng mà ông xã Mai là người phải có trái tim tốt, phải có cái tâm tốt thì mới có thể là thương yêu 2 đứa con của Mai như vậy. Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thì thời gian vừa qua Mai đăng tải rất là nhiều video về đời sống gia đình của Mai trên kênh YouTube Đến Mỹ Cùng Mai của mình. Và Mai cũng đã nhận được rất là nhiều sự yêu thương, đồng cảm của các cô chú anh chị và các bạn. Thì trong đó Mai cũng nhận được rất là nhiều những bình luận yêu thương của quý cô chú anh chị và các bạn đã dành cho ông xã của Mai. Những cái bình luận rất là dễ thương, như là ông xã của Mai thật là hiền, thật là vui tính và rất là yêu thương vợ con. Thì Mai cũng xin thay mặt ông xã này rất là cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành tình cảm yêu thương cho gia đình của Mai và cho ông xã của Mai ha. Thì hôm nay Mai quyết định làm một cái video clip này để quyết định là vạch trần bộ mặt của ông xã Mai, để xem coi thật sự ra thì ông xã Mai có phải là một người hiền lành, yêu thương vợ con như những gì mà ông xã thường thể hiện trong các video clip của Mai hay không ha. Thì đầu tiên thì Mai sẽ chia sẻ về cái thời gian đầu lúc mà hai đứa mình mới quen nhau đó. Thì ông xã Mai nhắn tin ở trên cái trang web hẹn hò để làm quen với Mai. Một cái tin nhắn rất là dài và rất là hoa mỹ. Thì đọc cái tin nhắn này xong thì Mai cũng thấy được là cái thiện chí và nói chung là thể hiện đây là một con người có ăn có học, là một người cũng hào hoa, lịch sự. Thì Mai cũng chấp nhận hẹn gặp ha. Do đó thì mình đã quyết định hẹn nhau đi ăn tối. Và khi đi ăn tối thì tụi mình cũng chia sẻ rất là nhiều. Thì thời gian đầu á, thì hai đứa mình mới quen nhau thì ai cũng ngại ngùng giữ kẻ ha. Cũng đâu có ai mà thể hiện được cái bản chất thật sự của mình ra cô chú anh chị. Ai cũng là thỏ non hết trơn á, chứ không có ai là sói già hết ha. Thì Mai cũng vậy thôi và ông xã Mai cũng vậy thôi. Thì rất là lịch sự, ra dơ mở cửa. Ông xã của Mai vẫn thường hay nói giỡn đó là lúc nào cũng lịch sự ngồi như này: hello, xin chào này nọ, để anh mở cửa cho em, ví dụ vậy ha, em ăn đi. Đó thì những cái đó thì mình lúc nào cũng phải giữ kẻ, tại là buổi đầu mà đâu có ai mà sổ sàng quá thì đối phương sẽ sợ chạy mất dép ha. Mai lúc nào cũng tỏ ra là mình là một người cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như là đi nhẹ nói khẽ cười duyên vậy cô chú anh chị. Nói chung là hơi giả giả chút xíu cô chú anh chị ha. Chứ còn nếu mà thiệt quá, bộc lộ bản chất quá thì chắc ông xã Mai cũng chạy. Thì có lần đầu tiên Mai nhớ là Mai cười phá lên. Là khi mà cái lần đầu tiên mà Mai để cho con gái Mai gặp ông xã, thì khi đó là bé bắt đầu một cái cuộc phỏng vấn cực kỳ hài hước và rất là giống như là một cuộc big interview vậy đó. Giống như là ông xã Mai đang về ra mắt ba mẹ Mai. Bé hỏi nhiều cái câu hỏi mà Mai không thể nào mà nhịn được cười. Thì Mai ngồi ở ghế trước đó là Mai cười phá lên. Thì đó là lần đầu tiên mà Mai cười lớn trước mặt ông xã ha. Từ cái đó thì Mai bắt đầu Mai dần Mai cảm thấy là Mai cũng thoải mái hơn. Và khi mà hai đứa mình thoải mái bộc lộ với nhau hơn thì nó cũng sẽ cảm thấy những cái cuộc hẹn hò nó ít có gò bó, ít có đóng khung mà mình cảm thấy cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên thì khi mà mình càng bộc lộ ra thì đôi khi có nhiều khi nó gần gũi hơn, mà có nhiều khi nó lại có những cái phản ứng trái chiều. Ồ, người này sổ sàng quá không có được. Thì Mai cũng xin kể sơ sơ một cái câu chuyện vui như thế này ha. Lúc đó thì Mai với ông xã Mai đã hẹn hò một thời gian rồi, nhưng mà cũng chưa phải nói là quá thân. Thì mình hẹn là mình sẽ ăn phở ở cái quán gần cái chỗ Mai làm á, là tại vì sau giờ làm xong thì mình ghé đó mình ăn luôn, tại Mai cũng đói bụng á. Mình đi tới cái chỗ hẹn, mình đang xếp hàng ở trước cái cửa quán phở, tại bữa đó là quán khá là đông ha. Ông xã Mai thì đi phía sau tới, trốn ở đâu đó không biết nữa, mà tự nhiên tới bắp đít mình của chú anh chị. Lúc đó là Mai mặc cái quần sọc màu trắng với lại đôi giày bệt ha. Mai thật là đúng là táo quả tâm tinh hết hồn luôn cô chú anh chị. Tại vì mình thấy cái hành động này sao nó hơi kỳ ha. Đối với người Việt mình, văn hóa người Việt mình thì nó thật kỳ, là cực kỳ là sổ sàng. Thì Mai cũng giống như là bị đứng hình á, cũng hơi quê và cũng cảm thấy là có vẻ là bạn này không có được tôn trọng mình cho lắm. Thì cũng hơi bị sượng 1 phút 30 giây. Nói 1 phút 30 giây cho vui vậy thôi, chứ thật ra là Mai sượng suốt cả cái buổi hẹn ngày hôm đó. Thì sau đó thì tụi mình ngồi ăn phở, nhưng mà Mai rất là sượng sùng. Tại vì Mai cảm thấy là người này có vẻ như là hơi bị sổ sàng rồi đó, Mai không có thích rồi đó. Mai như vậy đó. Xong rồi thì, mà lúc đó thì mình cũng lớn rồi, mình nghĩ là có thể là đối với cái văn hóa của Mỹ thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, chứ nó không có quá đặc nặng giống như văn hóa của Việt Nam mình. Do đó mình thì vẫn tiếp tục vẫn nói chuyện vui vẻ, chứ không lẽ bây giờ cái hành động nó xảy ra rồi thì mình đóng cái mặt buồn nguyên cái buổi hẹn thì nó cũng kỳ đúng không cô chú anh chị. Thì mình cũng để mọi chuyện cũng vui, cũng cười này nọ, nhưng mà cười gượng thôi nha, cười nhưng mà ghim trong lòng cô chú anh chị ha. Thì mình cũng cười cười vậy đó.
ăn xong tô phở thì hai đứa mình quyết định là đi dạo, đi ăn kem vòng vòng cái khu đó. Thì lúc đó ông xã Mai muốn nắm tay Mai để đi bộ đi dạo vòng đó đó, thì Mai không có cho. Mày nói chứ không nha, à, thôi đừng nắm tay mắc cỡ lắm, tại văn hóa của tụi tao không có nắm tay gì đâu. À, lúc đó là cũng nghiêm nghiêm trong lòng cũng giận, cũng không có thật sự là không có muốn gần lắm thì nó mới vậy ha. Nhưng mà Mai thì Mai cũng nghĩ là thôi thì chắc là cái văn hóa của người ta khác mình, do đó thì mình hãy cho người ta một cơ hội tiếp. À, chứ còn cái buổi hẹn đó thì Mai thấy là nó fail hoàn toàn rồi, đúng không? Và Mai cũng cảm thấy là nó mang đến cho Mai một cái cảm xúc không có được thoải mái. Tuy nhiên thì Mai khi mà mình nghĩ nó nhẹ đi á thì mọi chuyện nó lại nhẹ nhàng đi. Và sau đó thì cuối cùng thì tụi mình đã có một cái kết cục rất là tốt đẹp như ngày hôm nay. Thì cái đó là một cái buổi hẹn khá là ấn tượng mà Mai cũng còn nhớ đến giờ hôm nay. Và Mai cũng đã một lần kể lại cho ông xã Mai nghe, đó là lúc đó là em cũng hơi bị sượng đó, em hơi giận anh đó, là thấy anh hơi thô lỗ quá rồi đó. Cái ông xã Mai nói là ơ vậy hả, vậy thôi anh xin lỗi em nha, tại vì lúc đó anh thấy em dễ thương quá anh chịu không có nổi. À, thì Mai nghĩ đây cũng là một trong những cái bất đồng về văn hóa giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa Mỹ. Nhưng mà có thể là bất đồng về văn hóa hoặc là có thể là sự khác biệt về tính cách của chú anh chị mình cũng không có biết rõ ha. Thì thật ra thì mọi người cũng hỏi là ông xã Mai có thật sự là cái người hào hoa lịch sự hay không. Thì Mai cảm thấy là trong cái đời sống hàng ngày sống với nhau đến bây giờ thì Mai đã cưới được khoảng 1 năm mấy rồi. Nhưng mà sống với nhau thì cũng khoảng 2 năm mấy và đã quen biết nhau rồi khoảng 3 năm mấy ha. Thì Mai thấy là trong mấy năm dài như vậy thì ông xã Mai thật sự cũng là một người lịch sự hào hoa. Tại vì mỗi lần mà lên xuống xe thì đều mở cửa xe cho vợ nè, ra vào nhà hàng đều mở cửa cho vợ ha. Mình cảm thấy được cái sự tôn trọng của họ dành cho mình, dành cho cái người bạn đồng hành của họ trong cuộc đời ha. Và bất kể một cái ý kiến gì trong cái cuộc sống gia đình này thì ông xã Mai đều hỏi qua ý kiến của Mai. Mặc dù là ông xã là người làm ra tiền, là người tự chủ tài chính và là người nắm tài chính chủ yếu. Còn bản thân Mai cũng vậy thôi, và ông xã cũng rất là tôn trọng. Nghĩa là khi mà Mai muốn mua sắm một cái gì đó hoặc là Mai muốn xài tiền, muốn cái gì đó thì Mai cũng không bao giờ mà phải hỏi, phải xin phép ông xã Mai hết. Mai chỉ có thể là thông qua ông xã Mai, Mai nói là Mai sẽ xài khoản này là Mai cứ xài thôi, chứ Mai không có phải xin phép. Cái đó là cái giao ước từ ban đầu của mình rồi. Và ông xã là người khá là tôn trọng vợ, tất cả những cái quyết định của vợ thì ông xã tin mình, tại nghĩ mình cũng là người trưởng thành chín chắn rồi, chứ mình sẽ không có làm những cái điều mà quá là sốc nổi nữa cô chú anh chị ha. Còn về việc ông xã của Mai có phải là người hiền lành hay không thì Mai cũng xin nói rõ như thế này luôn. Ông xã của Mai hoàn toàn không phải là một người hiền lành của chú anh chị. Có thể là ông xã Mai chỉ hiền lành đối với vợ con thôi, chứ còn ra ngoài đời thì ông xã Mai hoàn toàn không phải là người hiền lành. Tại vì Mai cũng khá là sốc khi trong một lần mà mình ngồi trên xe thì ông xã chở đi công việc đó, thì lúc nào mình cũng hay đi chung với nhau lắm. Tại bây giờ Mai cũng ít có đi làm, thì đi ăn chung nè, thậm chí là đi làm chung nữa. Ông xã Mai đi làm thì nhiều khi cũng chở Mai đi nữa ha. Thì lúc đó thì Mai nghe ông xã Mai trao đổi công việc, mọi người cũng biết là làm về dịch vụ network computer, thì ông xã sẽ phải order những cái supply, những cái nhưng mà máy vi tính, những cái server, những cái tất cả những cái supply, những cái dây điện, tất cả từ một cái công ty khác. Và do là cái khách hàng của ông xã Mai cần là mình đã order từ trước rồi, nhưng mà cái đơn hàng nó đến trễ đó, là không có kịp tiến độ của khách hàng. Do đó thì bên cái công ty mà cung cấp những cái nguyên vật liệu đó, họ nói là họ đến trễ, họ không có giao kịp. Thì ông xã Mai đã rất là gay gắt và rất là quyết liệt để cho bên công ty kia họ bắt buộc phải giao hàng cho bên mình đúng thời hạn. Và ông xã Mai nói với một thái độ mà Mai không tin được, đó là ông xã Mai của chú anh chị Mai ngồi trong xe mà nói chung là nói wow. Khi mà nói chuyện xong là Mai nói wow, đây có phải là người mình quen biết hay không? Đây có phải là chồng của mình hay không? Sao mà anh ta có thể gay gắt, có thể là có một thái độ quá là gay gắt như vậy ha. Có nghĩa là khi mà trong việc làm ăn thì ông xã Mai cũng là người cực kỳ quyết liệt. Nếu mà làm không đúng thì ông xã Mai không có chấp nhận đâu. Ví dụ như bây giờ có đi chơi, mình ở một khách sạn nào đó đi, ông xã Mai không có ngại trả tiền cao. Tuy nhiên khi mà mình trả tiền cao thì mình đòi hỏi lại cái chất lượng dịch vụ nó phải tương xứng. Khi mà cái chất lượng dịch vụ nó không tốt thì ông xã Mai sẽ khiếu nại, sẽ than phiền và sẽ làm cho nó tới nơi tới chốn, chứ không bao giờ mà giống như là bỏ qua thôi kệ nó, giống như kiểu mà văn hóa của Việt Nam của mình, châu Á của mình ha. Mai thì Mai thường thôi kệ nó đi thôi này nọ, chứ ông xã Mai thì có thể là sẽ phải là viết review nè, viết email nè, hoặc là phải nói thẳng với nhân viên để cho họ phải thay đổi, cô chú anh chị. Ông xã Mai rất là quyết liệt trong cái vấn đề đó. Và một cái điều nữa là thể hiện là anh không có hiền. Ví dụ như là mọi người cũng thấy đó, khi con gái Mai trong cái clip mà đi học về mà ngồi trên cầu thang khóc lóc á,
nói là bạn nói cái này cái kia đó làm cho bé khóc. Thì ông xã Mai không có bao giờ mà bỏ qua cái chuyện đó. Ông xã Mai sẽ gọi điện thoại cho mẹ của cậu bé đó và tìm ra nguyên nhân. Nếu mà nguyên nhân từ con gái Mai thì mình sẽ phải nói với con gái và phải điều chỉnh. Còn nếu mà nguyên nhân từ cậu bé đó thì mẹ của cậu bé đó phải nói chuyện với cậu bé đó để làm cho cái chuyện này không có xảy ra tiếp diễn nữa. Không thể mà ảnh hưởng đến con gái mình nữa, chứ không phải là ông xã Mai sẽ làm lơ để mọi chuyện tiếp tục. Thì ông xã Mai là người như thế, rất là quyết liệt ha. Và nếu mà Mai có đi ra đường đi mà ví dụ như mình cảm thấy mà nhân viên bán hàng họ có thái độ không có lịch sự, không có tôn trọng mình á, thì Mai mà có Mai về mà có than phiền với ông xã Mai đó, thì ông xã Mai sẽ gọi điện lên tổng đài đó, phải hỏi như thế nào đó. Nói chung là ông xã Mai rất là bảo vệ vợ con. Khi mà có chuyện gì xảy ra đó, lúc nào anh cũng đứng ra để bảo vệ vợ con hết, để như là tìm được cái nguyên nhân sâu xa từ đâu. Nếu mà vợ con mình sai thì mình cũng về để mình nói lại, còn nếu mà vợ con mình đúng thì mình phải đứng ra bảo vệ vợ con mình. Thì ông xã Mai là người cực kỳ quyết liệt ha. Cái đó là Mai cũng chia sẻ thật, chia sẻ thẳng luôn. Cái điều tiếp theo thì mọi người sẽ hỏi là ông xã Mai có phải là người như là lịch sự hào hoa hay không, này nọ ha. Thì thật ra Mai nói thì lịch sự thì cũng lịch sự, nhưng mà ông xã Mai thực sự không phải là một người là lúc nào cũng formal, lúc nào cũng rất là nghiêm túc, lúc nào cũng lịch sự, không khoái của chú chị ha. Tại vì ông xã Mai là một người cực kỳ hài hước. Như mọi người cũng thấy những cái gì ông xã Mai thể hiện trong video thì ông xã Mai là người rất là hài hước. Và đôi khi hài hước thì nó sẽ bị hơi lố, không phải là bị hơi lố mà nhiều khi rất là lố luôn, nhưng không phải là hơi lố đâu cô chú anh chị. Do đó thì đối với những cái người mà họ chấp nhận họ không có hiểu thì có thể là mình khó sống với nhau. Nhưng mà đối với bản thân Mai thì Mai không có chấp. Tại vì khi mà ông xã Mai dẫn lố thì Mai cũng bỏ qua thôi, chứ Mai không có suy nghĩ. Ví dụ như trong một cái chuyến đi mà ông xã Mai hỏi: "Ôi em ơi, cái phiếu mà tặng kem miễn phí mà 6 phiếu ở nhà mình còn không?" Sau khi mà mình đi ăn về đó, ông xã Mai hỏi như vậy, thì Mai nói là: "Thôi bây giờ em không có ăn nữa đâu, em no lắm rồi." Ông xã mình nói chứ: "Ủa anh đâu có hỏi em ăn hay không đâu, anh chỉ hỏi cái phiếu đó đâu thôi mà." Cái mày cũng quê của chú anh chị ha. Nếu mà người khác đi, người ta quạo đi, thì người ta sẽ nói là: "Ủa tại sao cái thái độ của anh kỳ vậy, anh mất lịch sự vừa thôi." Nhưng mà không, mày nói, mày quay và mày hỏi chứ: "Để chó, anh nói gì với em vậy hả, thái độ gì vậy, anh coi chừng đó nha." Mai vừa nói vừa cười. Thì sau đó thì ông xã Mai cũng phì cười, thì hai đứa mình đều cười, thì mọi chuyện nó sẽ rất là nhẹ nhàng ha. Nhưng mà thật ra thì những người mà thích hay giỡn thì hay bị làm lố và hay bị dẫn lố, thì đôi khi nó cũng thành ra giống như là hơi bị vô duyên, hơi bị quá. Nhưng mà Mai thì Mai không có để ý. Và ông xã Mai thì là người hay giỡn của chú anh chị ha, cực kỳ hay giỡn. Như đó thì nhiều khi là mẹ chồng cũng hay bị mâu thuẫn với mẹ chồng, là tại vì mẹ chồng mình thì nhiều khi ông xã mình giỡn nhiều quá thì mẹ chồng lại giống như bị quậu của chú anh chị đó. Và bên cạnh đó thì ông xã Mai á không phải là người quá formal, vợ chồng Mai luôn chứ không phải là mình ông xã Mai đó. Tụi mình không phải là người quá formal, không phải là lịch sự quá: "Chào anh, chào em" hay "anh ơi" này nọ, không phải nha. Mình cũng ngọt ngào vừa phải, Mai là người không có ngọt ngào khô khan. Do đó mà thỉnh thoảng thì tụi mình cũng có chửi thề, không phải là thỉnh thoảng mà chửi thề thường xuyên luôn đó cô chú anh chị, nhưng mà chửi thề giỡn giỡn thôi. Do đó thì Mai cũng có dạy cho ông xã một số câu như là "đĩ chó" này nọ ha. Thì thỉnh thoảng Mai cũng chửi ông xã Mai: "Đĩ chó, anh phải cẩn thận, anh phải thương em, anh phải tôn trọng vợ chứ" hay như thế nào đó ha. Và ông xã Mai cũng là người thâm tham cũng chửi thề "what the hell" hay là gì "what the f" nọ, có không phải là không có. Sau đó thì nếu mà các cô chú anh chị coi các video của Mai thì xâm tham thì Mai cũng hậu kỳ, tại vì Mai sợ có nhiều cô chú anh chị là không có quen với cái cách của vợ chồng mình thì sẽ nói là ông xã Mai là người lỗ mãng này nọ. Có nhiều người thì họ rất là formal, họ rất là lịch sự trong cuộc sống hàng ngày, là lúc nào cũng lịch sự, lúc nào cũng giữ được cái sự đạo mạo bình thường. Còn đối với vợ chồng Mai thì mình sống một cách rất là tự nhiên, thoải mái. Do đó thì thỉnh thoảng những cái video của mình cũng phải hậu kỳ bỏ những cái phần đó đi, nhưng mà tuy nhiên thì có những cái khi mình cũng bị bỏ sót của chú anh chị. Do đó thì nhiều người cũng sẽ biết là ông xã Mai là người cũng có chửi thề, chứ mình không có chửi thề ha. Và anh cũng biết chửi thề trong tiếng Việt luôn, chứ không phải là anh không biết đâu, anh cũng biết được từ đờ mờ nữa trong tiếng Việt của chú anh chị ha. Cái đó là Mai dạy, đó là lỗi của Mai. Tuy nhiên thì nhìn chung lại thì ông xã Mai là một người tốt tính. Mai nói không phải là để PR cho ông xã, hay là để khen, để đưa ông xã Mai lên tới 9 tầng mây hay là như thế nào đó. Nhưng mà cái này là những cái mà Mai nói là nói sự thật thôi cô chú anh chị. Tại vì Mai cũng nói rõ ông xã Mai thì đôi khi là dẫn thì dẫn lố nè, và đôi khi thì cũng dẫn lố thì vô duyên đúng không, và đôi khi thì cũng chửi thề chứ không phải là người hoàn hảo. Nhưng mà ông xã Mai thực sự là một người tốt tính. Ví dụ như mẹ chồng Mai cũng có nói là em chồng của Mai đó thì lúc nào cũng rất là lịch sự, chứ không phải giống như ông xã của Mai đâu, nghĩa là không có giỡn hớt như vậy. Và nếu mà em chồng của Mai mà nói mà đứng kế ông xã Mai có 2 phút thôi là chắc là sẽ bỏ đi chứ không có chịu nổi. Tuy nhiên thì đối với Mai thì cái sự lịch sự nó cũng là cái quan trọng, nhưng mà
quan trọng hết hơn hết chính là cái tâm tốt, cái trái tim tốt ha cô chú anh chị. Thì nói thì nói vậy nhưng mà ông xã Mai là người phải có trái tim tốt, phải có cái tâm tốt thì mới có thể là thương yêu hai đứa con của Mai như vậy và mới có thể đem mẹ về nuôi dưỡng như vậy. Chứ còn nếu mà những người lịch sự mà không làm được những điều tốt, chỉ nói được những điều tốt thôi mà không có thể hiện, không có làm được gì, thì thật sự Mai thấy Mai cũng nói chung là Mai thích những người làm nhiều hơn là thích những người nói ha. Thì ông xã Mai là người không có nói nhiều nhưng mà làm rất là nhiều cho Mai và cho cả gia đình này, chứ không phải cho riêng Mai, và ngay cả cho mẹ chồng Mai nữa, cho tất cả những người thân yêu xung quanh của mình, xung quanh của ông xã Mai. Bên cạnh đó thì Mai cũng sẽ trả lời một cái thắc mắc của cô chú anh chị là mọi người cũng thắc mắc là hỏi là chồng Mai giàu cỡ nào, chắc là giàu dữ lắm ha, thì mới như vậy. Nhưng mà thì hôm nay Mai cũng xin chia sẻ sự thật như thế này luôn. Chồng Mai không phải là một người quá giàu có cô chú anh chị. Thật ra là so với đời sống bên Mỹ á, thì rất là nhiều người giàu hơn chồng Mai luôn. Chồng Mai thì chỉ là người trung bình khá thôi. Công ty của ông xã Mai cũng là một công ty nho nhỏ, nói chung là có thu nhập cũng khá là ổn định, lo được cho vợ con, cho gia đình. Và công xã, nói chung là ông xã Mai thì đã build được cái công ty này trong một khoảng thời gian khá dài, do đó thì đời sống gia đình mình nó cũng rất là ổn định, chứ không có bị, nói chung là không có sự chao đảo, không có gì nhiều, lúc nào cũng rất là stable ha. Thì cái đó là Mai nói thật, Mai chia sẻ thật luôn, không phải là quá giàu nhưng mà gia đình mình sống có của ăn của để, dư dả. Và cái điều Mai quan trọng nhất á, không phải là giàu có về mặt tiền bạc của chú anh chị ha, mà cái giàu có này là Mai quan trọng hơn, đó là giàu có về mặt tình cảm. Thì chồng Mai là một người cực kỳ giàu có về mặt tình cảm. Tại sao Mai nói như vậy? Nếu mà ông xã Mai không có giàu có về mặt tình cảm thì không thể nào mà có thể có đủ sự rộng lượng để mà đón nhận hai con gái riêng của Mai, mà đối xử với hai bé giống như là con ruột của mình như vậy ha. Và để hai bé bây giờ rất là yêu quý ba, yêu quý ba, nói chung là thậm chí yêu hơn cả mẹ nữa cô chú anh chị. Thì Mai thấy là ông xã Mai là người cực kỳ giàu tình cảm. Trong bốn người con thì tại sao ông xã Mai lại là người đón mẹ chồng mình về nuôi, mà không phải là cái cô em ở Florida của em ở kế bên luôn, cách nhà bà nội có 4 căn thôi mà không có đón về nuôi? Thì ông xã Mai cũng là người cực kỳ giàu tình cảm mới có thể làm được điều đó, đúng không cô chú anh chị? Nói thì nói vậy thôi chứ để nuôi được mẹ già cũng khó lắm, chứ không có phải là chuyện đơn giản đâu. Và cái điều giàu tình cảm dành cho ba mẹ, cho gia đình mình thì là cái chuyện nhỏ thôi, tại vì đây là ba mẹ gia đình của mình thì mình giàu tình cảm đó là điều đương nhiên. Và nhưng mà cái điều mà giàu tình cảm đối với những người xa lạ thì nó khó khăn hơn nữa. Mai cũng chỉ kể ra hai sự việc sơ sơ thôi cho các cô chú anh chị nhìn thấy, đó nghĩa là ông xã Mai giàu tình cảm là khi mà cái cô bé dọn nhà cho gia đình Mai đó cô chú anh chị ha. Thì Mai không biết nữa, có một đợt ông xã Mai không có liên lạc được, xong rồi cô bé đó đến làm thì nói là cái điện thoại bị hư, cái điện thoại đó bị cong xong bị bể màn hình luôn. Thì cô bé đó nó bị rớt, nhưng mà Mai nghĩ chắc hai vợ chồng hay là bạn trai bạn gái gì đó chắc mâu thuẫn hay như thế nào mới làm cái điện thoại như vậy, chứ rớt thì nó cũng làm sao mà nó cong vòng như vậy được cô chú anh chị ha. Thì ông xã Mai thấy như vậy đó thì rút ngay cái điện thoại của mình ra. Ông xã Mai thì có tới 4-5 cái điện thoại lận, và cái điện thoại mới nhất mà ông xã Mai mua đó là lúc đó là iPhone 13 Pro Max, lúc đó là cách đây 1 năm trời rồi cô chú anh chị ha. Thì tặng ngay cho cô bé này luôn, cô bé này là có một cái điện thoại mới tinh tình luôn ha. Là bởi vì ông xã Mai á, là không có tính toán đối với những người mà mình quen biết ha, và những người mà có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Và cô bé này có một đợt đó là mượn cái bàn của gia đình Mai để về đãi tiệc á, thì ông xã Mai nói thôi giữ luôn đi, đừng có mang trả lại, nó tặng mày luôn nó, tại mày không có nên thôi tặng luôn. Thì ông xã Mai không có cho đi mà mình không có tiếc ha. Và cái điều nữa đó là có một đợt đó là mọi người cũng biết, khi mà cái dịch Covid-19 á, tất cả mọi chỗ đóng cửa hết ha, công việc của ông xã Mai thì vẫn còn tốt, tại vì ông xã Mai làm thì chủ yếu là làm qua máy tính thôi nên không có bị ảnh hưởng gì. Và khi mà dịch đóng cửa đó thì rất là nhiều công ty là cần phải set up một cái hệ thống làm việc tại nhà, thì công việc của ông xã Mai lại càng bận rộn hơn nữa, do đó nó không hoàn toàn không có ảnh hưởng mà nó càng tốt hơn đối với ông xã Mai nữa. Thì khi đó thì ông xã Mai nhớ đến cái tiệm rửa xe ở kế bên nhà, mà nhà mình hay đi rửa xe và có membership đó. Thì ông xã Mai nhớ đó là cái cậu quản lý trong cái tiệm đó là mới sanh em bé thứ 3, và ông xã Mai mới kêu cái cậu bé đó tới, nói cậu bé thì nghe nó nhỏ quá, nhưng mà cái kêu cái anh đó tới nhà rửa xe cho gia đình Mai. Lúc đó là nhà Mai 4-5 chiếc, thì đã 4 chiếc, có 1 chiếc thì đi bảo dưỡng rồi không có ở nhà ha. Thì cậu đó và một anh nhân viên nữa tới nhà rửa sạch 4 chiếc xe cho gia đình Mai. Và mọi người có biết là ông xã Mai đã trả cho cái anh nhân viên đó bao nhiêu tiền hay không? Ông xã Mai đã trả cho ảnh 1.000 đô. Mai cũng hết hồn luôn, Mai hỏi tại sao anh phải trả chi cho nhiều dữ vậy. Thì ông xã Mai nói là không phải là anh muốn trả nhiều, nhưng mà anh muốn cho cậu ta luôn á, tại vì cậu ta mới sanh con mà lại ngay cái dịch như thế này thì anh sợ là cậu đó gặp khó khăn đó. Anh muốn cho tiền cậu ấy nhưng mà anh sợ là cậu ấy ngại không có nhận, do đó thì anh nhờ cậu ấy đó tới rửa xe để anh có thể trả công cao hơn á, thì cậu ấy sẽ không có ngại mà nhận. Thì đó, thì
từ những cái đó thì mọi người cũng cảm nhận được ông xã Mai là người cực kỳ giàu tình cảm ha. Và bên cạnh đó thì mọi người cũng thấy là khi mà ông xã Mai mua cái gì cũng vậy nữa, mua thức ăn đi, Mai đã nói là vô Costco mua thịt bò nó ngon hơn rất là nhiều ha. Còn thịt bò mà ở môi order về nó rất là dai, con gái của Mai cũng không có thích nữa, nhưng mà ông xã Mai vẫn nhất định là phải order từ đó để cho ủng hộ cho những người nông dân ở Mỹ. Tại vì ông xã Mai nói là 2% những người dân là làm nông nghiệp thôi, còn 100% thì những người kia đều ăn mà không có làm nông nghiệp. Do đó thì mình phải ủng hộ những người nông dân để họ có thể tiếp tục sản xuất ra thực phẩm cho mình ăn. Và bên cạnh đó thì ông xã Mai thường là nếu mà có giao dịch qua ngân hàng thì thường là sẽ giao dịch trong những cái ngân hàng vòng vòng gần nhà Mai. Tại sao lại như vậy? Thì nếu mà sẵn tiện trên đường đi thì mình làm luôn chứ mắc mớ gì mình phải giao dịch gần nhà. Mình trên đường đi thì ngân hàng nào nó cũng là một hệ thống hết đúng không cô chú anh chị? Nhưng mà không, tại vì ông xã Mai nói là ông xã Mai muốn ủng hộ những cái doanh nghiệp ở địa phương, muốn cho giữ cho những cái doanh nghiệp đó còn hoạt động. Tại vì khi mà mình giao dịch ở đó thì họ có thêm cái nguồn ngân sách là đảm bảo cho cái ngân hàng này lúc nào cũng hoạt động và không có đóng cửa. Và bên cạnh đó nữa thì mới vừa rồi đó, mọi người có biết không, ông xã Mai rủ đi ăn phở thì Mai nói là thôi không có ăn phở đâu, tại vì đợt này có bà nội đi chung nữa, sợ bà nội không có thích ăn phở đó cô chú anh chị. Thì ông xã Mai nói là không sao, tại vì những cái lần trước là đã đi ăn những món bà nội thích rồi thì hôm nay sẽ ăn cái món bà nội không thích cũng không sao hết. Cái Mai nói thôi đi đi kiếm món gì bà nội thích ăn đi. Cái ông xã Mai nói không, mình đi ăn phở đi, tại vì lâu rồi mình không có ăn phở, em phải ủng hộ cái nhà hàng phở ở trong khu vực của mình chứ, nếu em không ủng hộ thì họ đóng cửa thì sao. Thì đó là cả nhà mình quyết định là đi ăn phở cô chú anh chị ha. Thì từ những cái mà Mai chia sẻ trên này thì Mai cũng nói rõ luôn, thì thật sự là ông xã Mai không phải là người hoàn hảo của chú anh chị ha. Không phải là một người lúc nào cũng nhẹ nhàng, vui vẻ hay là ngọt ngào đối với vợ. Ông xã Mai cũng giỡn hết, nhiều khi cũng vô duyên, cũng làm cho mình khó chịu. Hoặc là ông xã Mai cũng nhiều khi cũng chửi thề, cũng này nọ, cũng nói bậy. Rất là nói bậy ha cô chú anh chị. Nhưng mà ông xã Mai thì Mai cảm thấy Mai rất là hài lòng. Bởi vì thật ra thì Mai cảm nhận được cái sự giàu tình cảm từ bên trong cái con người ông xã, chứ không phải là cái sự giàu về mặt tiền bạc ha. Tiền bạc thì cũng quan trọng, nhưng mà đối với Mai thì tình cảm nó vẫn là cái quan trọng phần nhiều hơn. Đó thì cái video của Mai ngày hôm nay thì Mai cũng xin chia sẻ bật mí một chút xíu về những cái mảng tối, những cái mảng phía sau của ông xã Mai mà Mai chưa bao giờ bật mí, mà cô chú anh chị có thể là cũng chưa nhìn thấy về ông xã Mai. Thì Mai cũng xin chia sẻ ngày hôm nay để mọi người có một cái nhìn đa chiều hơn. Thì cũng đừng có trông đợi nhiều quá là một cái anh Mr. Right là lúc nào cũng hào hoa bóng bẩy. Ông xã Mai thì cũng ngáy rất là to nè, rồi cũng nhiều khi cũng hơi vô duyên nè, nhiều khi cũng hay chữ thì cũng có chữ thề nè. Thì đó, thì không có người nào hoàn hảo hết, mà ông xã Mai cũng như vậy. Nhưng mà gia đình Mai thì vẫn rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ với những cái điều khiếm khuyết của mình. Và bản thân Mai cũng không phải là người hoàn hảo, gia đình Mai cũng không phải là một người gia đình hoàn hảo ha. Thì Mai cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian lắng nghe những cái chia sẻ của Mai ngày hôm nay. Mai cũng mến chúc các cô chú anh chị và các bạn là thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Mai xin tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.